Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Trong video này thì CNTT Shop sẽ hướng dẫn các bạn upgrade firmware cho switch Ally Telesis sử dụng TFTP, USB hoặc là SD card. Switch Ally Telesis hỗ trợ upgrade firmware bằng cả TFTP, USB và SD card. Tuy nhiên thì TFTP và USB thì dòng switch nào cũng hỗ trợ. Còn SD card thì các bạn cần phải check xem là dòng switch mình đang sử dụng có các khe cắm thẻ SD không nhé. Đối với USB hay là SD card thì các bạn chỉ cần có file firmware và copy vào là được. File firmware thì các bạn cần có serial của thiết bị để request lên hãng. Các bạn có thể vào support portal của Ally Telesis để yêu cầu. Các bạn nhập đầy đủ thông tin vào đây rồi submit là được. Tuy nhiên thì quy trình này cũng mất khá nhiều thời gian nên các bạn có thể liên hệ với nhà phân phối để được hỗ trợ download cho nó nhanh. Do chúng ta cần phải có tài khoản partner thì mới download được, tài khoản bình thường thì nó không hỗ trợ nhiều. Đối với các upgrade bằng TFTP, các bạn cần phải cài đặt một TFTP server. Bạn nào chưa biết cách sử dụng TFTP thì có thể vào mục blog của CNTT Shop và tìm kiếm cụm từ TFTP. Đây, bên mình có bài viết hướng dẫn cài đặt và sử dụng TFTP khá là chi tiết rồi, các bạn có thể tham khảo nhé. Ngoài ra thì Ally Telesis cũng hỗ trợ các giao thức khác như là FTP, SCP hay là SFTP. Tuy nhiên thì quy trình cũng tương tự như TFTP thôi, chúng ta chỉ cần có IP của server và tài khoản truy cập vào là được. Với TFTP, các bạn cần tắt hoặc là tạo một root trên firewall của Windows hoặc là phần mềm diệt virus. Do các phần mềm này mặc định sẽ chặn port UDP69 của TFTP. Mình sẽ tắt hết đi nhé. TFTP sử dụng IP để kết nối giữa switch và TFTP server. Do vậy chúng ta sẽ cần một IP trên switch. Mặc định nếu không có DHCP server thì ở switch Ally Telesis sẽ nhận IP mặc định là 169.254.42.42-16. Do vậy các bạn có thể cắm dây mạng vào laptop và đặt IP cùng giải này. Nếu mà có console hoặc truy cập vào giao diện web thì các bạn có thể đặt IP cho một interface VLAN nào đó. Còn nếu switch đã có cấu hình IP trước đó thì các bạn có thể sử dụng luôn. Miễn sao là laptop có thể ping được đến IP của switch và không có root nào chặn port UDP69 của TFTP là được. Ví dụ, mình sẽ đặt IP 192.168.1.1-24 cho interface VLAN 1. Trên laptop mình sẽ đặt IP 2. Ping OK. Sau khi đã chuẩn bị xong, các bạn login vào switch để nâng cấp firmware cho switch. Mình đang có một switch X530L. Với các switch khác thì các bạn làm tương tự. Do các switch Ally thì đều sử dụng chung hệ điều hành là Allyware Plus. File firmware sẽ là file .rl này. Với các dòng có giao diện web thì nó sẽ có thêm file .gui nữa. Các bạn nên update cả hai file này lên nhé. File .gui thì các bạn chỉ cần download cùng với bản file .rl, sau đó copy vào flash và xóa file cũ đi là xong. Trước tiên mình sẽ copy với TFTP. Các bạn sử dụng lệnh copy TFTP flash. Nhập địa chỉ IP của TFTP server, đây là IP laptop của mình. Nhập tên của firewall, đây là tên file các bạn lưu trong TFTP server nhé. Phần dev file name này là tên file sẽ lưu trong flash, mình sẽ đặt giống với lại tên file ban đầu. Tiếp theo mình sẽ copy file GUI vào.
Sau khi quá trình copy hoàn tất thì các bạn kiểm tra file trong ổ flash bằng lệnh dir. Trong flash đã có cả file firmware và file GUI rồi, mình sẽ xóa file GUI cũ đi. File firmware thì các bạn có thể giữ lại làm backup cũng được, nó cũng không chiếm nhiều dung lượng đâu. Sau đó thì các bạn vào mode config và set boot sang file mới. Các bạn sẽ cần khởi động lại switch để switch boot bằng firmware mới. Khi mà switch khởi động xong thì các bạn có thể kiểm tra bằng lệnh show boot hoặc show version đều được. Switch đã boot bằng file mới. Với USB hoặc SD card thì các bạn chỉ cần copy firmware vào các thiết bị này, cắm vào switch và copy file vào flash là được. USB hay là SD card thì dùng loại nào cũng được. Để copy file vào switch, các bạn sử dụng lệnh copy USB flash, còn với SD card thì sẽ là copy card flash. Sau đó nhập các thông tin như với TFTP là được. Sau khi copy xong thì các bạn cấu hình cho switch khởi động bằng file firmware mới là xong. Bạn nào mà không quen giao diện dòng lệnh thì cũng có thể sử dụng giao diện web cho nó đơn giản hơn nhé. Các bạn chỉ cần truy cập bằng IP của switch là được. Do mình đang sử dụng tài khoản mặc định nên là nó có cảnh báo thôi. Các bạn vào menu System, File Management, chọn Upload để tải file firmware mới lên. Sau khi tải xong thì các bạn set boot cho switch, chọn Browse, chọn file firmware mới rồi nhấn Apply. Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại switch là xong. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn upgrade firmware cho switch Ally Telesis. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay là gặp khó khăn gì trong quá trình cài đặt thì các bạn cứ comment bên dưới video nhé, để mọi người cùng nhau thảo luận và trao đổi kinh nghiệm nhé. Cảm ơn các bạn.